Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Năm thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 5, có một vài trưởng lão Israel đến đặng cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Họ ngồi trước mặt ta. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng các trưởng lão Israel, bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Có phải các ngươi đến đặng cầu hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Hỡi con người, ngươi muốn xét đoán chúng nó, ngươi muốn xét đoán chúng nó chăng? Hãy làm cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của tổ phụ mình. Vậy ngươi khá nói cùng chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Đang ngày mà ta chọn Israel, mà ta thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp, mà ta tỏ mình cho chúng nó biết ta trong đất Ê-díp-tô, khi ta thề cùng chúng nó và rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ngày đó ta thề hứa cùng chúng nó rằng: Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. Ta nói cùng chúng nó rằng: Các ngươi ai nấy khá quăng xa mình những sự gớm ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô uế mình với các thần tượng của Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng mà chúng nói dối loạn nghịch cùng ta và không muốn nghe ta. Ai nấy không ném bỏ những sự gớm ghiếc của mắt mình và không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bây giờ ta nói rằng: Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy khỏi bị nói phạm trước mắt các dân ngoại mà chúng nó ở giữa. Trước mắt các dân ấy, ta đã tỏ mình cho chúng nó biết khi đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta và làm cho chúng nó biết mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày sa bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Nhưng nhà Israel nổi loạn nghịch cùng ta trong đồng vắng. Chúng nó không noi theo lệ luật ta, khinh bỏ mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó, và phạm các ngày sa bát ta nặng lắm. Bây giờ ta nói, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó trong đồng vắng, đặng diệt hết đi. Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta đã đem chúng nó ra khỏi. Vả, ta cũng đã thề cùng chúng nó trong đồng vắng rằng, ta sẽ không đem chúng nó vào đất mà ta đã định cho chúng nó, là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong mọi đất. Vì chúng nó đã bỏ mạng lệnh ta, không noi theo lệ luật ta, và phạm những ngày sa bát ta, bởi lòng chúng nó đã hướng về thần tượng mình. Dầu vậy, mắt ta đã thương tiếc chúng nó, ta không hủy diệt chúng nó, ta không làm tận tuyệt chúng nó trong đồng vắng. Ta phán cùng con cái chúng nó trong đồng vắng rằng: Đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lệnh họ và tự làm ô uế với những thần tượng của họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày sa bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng con cái dối loạn nghịch cùng ta, không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ và không làm theo mạng lệnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó.
và chúng nó phạm những ngày Sa-bát ta nữa. Bây giờ ta nói rằng ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó và làm trọn sự giận của ta nghịch cùng chúng nó trong đồng vắng. Song le, ta đã kéo tay ta lại và đã vì danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy ta đã đem chúng nó ra khỏi. Vả, ta đã thề cùng chúng nó nơi đồng vắng rằng ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc giữa các nước và rải ra trong nhiều nước, vì chúng nó không vâng làm mạng lệnh ta, nhưng đã bỏ lệ luật ta, đã phạm những ngày Sa-bát ta, và mắt chúng nó đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. Ta cũng đã ban cho chúng nó những luật lệ chẳng lành và mạng lệnh, mà bởi đó chúng nó không được sống. Ta làm ô uế chúng nó bởi của cúng chúng nó, khi chúng nó khiến mọi con đầu lòng qua trên lửa, hầu ta làm cho chúng nó ra hoang vu, đến nỗi chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vậy nên, hỡi con người, hãy nói cùng nhà Israel, bảo nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Tổ phụ các ngươi đã nói phạm ta, bởi chúng nó đã phạm pháp nghịch cùng ta, khi ta đã đem chúng nó vào đất mà ta đã thề ban cho chúng nó. Bây giờ chúng nó đã tìm thấy các gò cao và các cây rậm mà dâng của lễ mình tại đó. Chúng nó đã bày ra tại đó những của cúng chọc giận ta, cũng đã đặt tại đó những hương có mùi thơm và đã làm lễ quán. Bây giờ ta nói cùng chúng nó rằng: Nơi cao mà các ngươi đi đó là gì? Cho nên nơi cao ấy còn gọi là Ba Ma cho đến ngày nay. Vậy nên hãy nói cùng nhà Israel rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi tự làm ô uế mình theo cách tổ phụ các ngươi, và các ngươi hành dâm theo những sự gớm ghiếc của họ sao? Khi các ngươi dâng lễ vật, khi các ngươi cho con trai mình qua lửa, các ngươi còn tự làm ô uế với những thần tượng mình cho đến ngày nay sao? Hỡi nhà Israel, ta há để cho các ngươi cầu hỏi sao? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Chẳng có sự gì sẽ xảy ra như điều các ngươi tưởng khi các ngươi nói rằng: Chúng ta muốn nên như các dân tộc và các họ hàng ở các nước, thờ gỗ và đá. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra mà ta sẽ làm vua trên các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa các dân. Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra và sự thạnh nộ đổ ra để nhóm các ngươi lại từ các nước mà các ngươi đã bị tan tác trong đó. Ta sẽ đem các ngươi vào nơi đồng vắng của các dân. Tại đó ta sẽ đối mặt xét đoán các ngươi, như ta đã xét đoán tổ phụ các ngươi trong đồng vắng đất Ai Cập thế nào, thì ta cũng xét đoán các ngươi thể ấy. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ làm cho các ngươi qua dưới gậy và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ loạn nghịch và những kẻ phạm pháp nghịch cùng ta. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất mình trú ngụ, nhưng chúng nó sẽ không vào đất Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Israel, về các ngươi, thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đi, mỗi người trong các ngươi khá thờ thần tượng mình. Sau sự đó, các ngươi chắc sẽ nghe ta và sẽ không nói phạm danh thánh của ta nữa bởi của cúng và bởi thần tượng các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Vì trên núi thánh ta, trên núi cao của Israel, tại đó cả nhà Israel hết thảy chúng nó sẽ hầu việc ta ở trong đất. Tại đó ta sẽ nhận lấy chúng nó, và tại đó ta sẽ đòi của lễ các ngươi và những trái đầu mùa của lễ các ngươi cùng mọi vật thánh. Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho, khi ta đem các ngươi ra khỏi giữa các dân và nhóm các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác. Và ta sẽ được tỏ ra thánh trong các ngươi ở trước mắt dân ngoại. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ đem các ngươi vào đất của Israel,
trong nước mà ta đã dùng lời thề hứa ban cho tổ phụ các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình và mọi việc tự mình làm nên ô uế. Các ngươi sẽ tự chán ngán trước mắt mình vì cớ mọi sự dữ mình đã phạm. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ vì danh ta mà đãi các ngươi, chứ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi. Hỡi nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 21. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt về phía nam, đối với phương nam mà nói, đối với rừng của đồng nội phương nam mà nói tiên tri. Khá nói cùng rừng phương nam rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu nuốt hết cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi mặt sẽ bị cháy bởi nó từ phương nam chí phương bắc. Mọi xác thịt sẽ thấy rằng ấy là ta, Đức Giê-hô-va, đã nhen lửa, lửa sẽ không hề tắt. Bây giờ ta nói rằng: Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, họ nói về tôi rằng: Nó chẳng phải là kẻ nói thí dụ sao? Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Giê-ru-sa-lem, đối với các nơi thánh mà buông lời, đối với đất Israel mà nói tiên tri. Khá nói cùng đất Israel rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng ngươi, ta sẽ rút gươm ta ra khỏi vỏ nó, đặng dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi. Vì ta sẽ dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi, thì gươm ta sẽ ra khỏi vỏ nó nghịch cùng mọi xác thịt từ phương nam đến phương bắc, và mọi xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã rút gươm ra khỏi vỏ nó sẽ không trở vào nữa. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy than thở như gãy lưng, phải, hãy than thở trước mắt chúng nó cách cay đắng. Nếu chúng nó nói cùng ngươi rằng: Làm sao ngươi than thở? Thì ngươi trả lời rằng: Ấy là bởi cớ tin tức. Vì nó đến, làm cho mọi lòng đều tan chảy, mọi tay đều yếu đuối, mọi trí đều hao mòn, mọi đầu gối đều yếu như nước. Này, nó hầu đến, lời ấy sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri, và rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói rằng: Cái gươm nhọn và sáng. Nó nhọn cho sự chém giết, nó sáng đặng văng ra như chớp. Chúng ta có nên vui mừng chăng? Cái gậy của con trai ta, nó khinh dễ mọi cây khác. Người ta đã cho cái gươm này được sáng đặng cầm nơi tay, ấy là cái gươm nhọn và sáng để cho vào tay kẻ giết. Hỡi con người, khá kêu la và than vang, vì gươm ở trên dân ta, ở trên mọi quan trưởng Israel, là những kẻ đã bị nộp cho gươm với dân ta. Vậy nên hãy vỗ vế. Phải, có sự thử thách. Cây gậy khinh dễ sẽ thành ra hư không, thì làm thế nào? Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hỡi con người, vậy ngươi khá nói tiên tri đi, khá đập tay, hãy đánh gươm gấp lên đôi ba lần. Ấy là gươm của người bị thương đến chết, ấy là gươm của người lớn bị thương đến chết, vào trong buồng kín. Ấy là để làm cho lòng chúng nó tan chảy, cho thêm nhiều sự vấp ngã, mà ta đã đặt gươm ngâm đen nghịch cùng mọi cửa chúng nó. Ôi, gươm đã như chớp nhoáng, đã bén nhọn để giết. Ngươi hãy nhóm lại về bên hữu và dàn trận về bên tả, tùy nơi mặt ngươi hướng về. Ta cũng đập hai tay và khiến cơn giận ta yên lặng. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, phán điều đó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, ngươi cũng hãy chỉ định cho mình hai con đường, đặng dùng làm lối đi qua cho cái gươm của vua nước Babylon. Hai con đường ấy khá đi ra cả hai từ một đất. Lại vạch một dấu, vạch ở đầu đường đi đến thành kia. Ngươi khá chỉ định đường lối cho gươm đi qua.
một đường thì hướng về Rabba, thành của con cái Ammon, và một đường hướng về Juda tại Jerusalem là thành bền vững. Vì vua Babylon đứng lại nơi chán ba, là nơi vào hai con đường ấy đặng bói khoa. Vua ấy lắc những cái tên, hỏi các thần tượng và xem xét gan. Trong tay hữu người có điềm chỉ về thành Jerusalem, đặng dùng máy để phá thành, đặng mở miệng giết lát, đặng cất tiếng kêu la, đặng dùng những máy phá thành nghịch cùng cửa thành, đặng đắp lũy và lập đồn tại đó. Những kẻ đã thề lời thề đều thấy trong những lời đó chỉ là một điềm dối, nhưng vua thì sẽ nhắc lại cho chúng nó nhớ sự gian ác mình mà bắt đi làm phu tù. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì các ngươi đã nhắc cho nhớ lại sự gian ác mình, làm cho sự phạm tội bày ra, tỏ ra tội lỗi mình trong mọi việc làm, vì các ngươi nhắc lại cho nhớ thì các ngươi sẽ bị tai bắt. Về phần ngươi, vua Chúa Israel, người gian ác bị thương đến chết kia, ngày của ngươi đã đến, trong kỳ gian ác về cuối cùng. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: hãy cất mũ này, lột mão triều thiên này, sự này chẳng giống như trước nữa. Cái gì thấp, hãy lại cất lên, cái gì cao, hãy hạ xuống. Ta sẽ úp đổ nó. Sự này cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Hỡi con người, hãy nói tiên tri mà rằng: về con cái Ammon và sự khinh lờn của chúng nó, thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: hãy nói, thanh gươm đã tuốt ra cho sự giết lát, đã mài sáng đặng nuốt đi, đặng nên như chớp. Đang khi chúng nó vì ngươi thấy sự hiện thấy giả dối, bói khoa sự dối cho ngươi, hầu cho đặt ngươi trên cổ kẻ gian ác bị thương hầu chết, ngày chúng nó đã đến trong kỳ gian ác về cuối cùng. Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ấy là ở trong nơi mà ngươi đã được dựng nên, trong đất ngươi sinh ra, mà ta sẽ xét đoán ngươi. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi, lấy lửa của sự thạnh nộ ta mà thổi trên ngươi, và ta sẽ phó ngươi trong tay người tàn bạo, giỏi sự hủy diệt. Ngươi sẽ làm củi cho lửa, máu ngươi sẽ ở giữa đất, và người ta sẽ không còn nhớ ngươi nữa, vì ta, Đức Giê-hô-va, đã phán. Kinh Thánh Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-su Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Sa-ra. Pha-rê sanh Ết-rôm, Ết-rôm sanh A-ram, A-ram sanh Aminadab, Aminadab sanh Na-át-son, Na-át-son sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Giê-sê, Giê-sê sanh vua David, David bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn, Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am, Rô-bô-am sanh A-bi-gia, A-bi-gia sanh A-sa, A-sa sanh Giô-sa-phát, Giô-sa-phát sanh Giô-ram, Giô-ram sanh Ô-xia, Ô-xia sanh Giô-tam, Giô-tam sanh A-cha, A-cha sanh Ê-sê-chia, Ê-sê-chia sanh Ma-na-xe, Ma-na-xe sanh A-môn, A-môn sanh Yô-si-a, Yô-si-a đang khi bị đày qua nước Babylon sanh Giê-chô-nia và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên sanh Sơ-rô-ba-bên, Sơ-rô-ba-bên sanh A-bi-út, A-bi-út sanh Eli-a-kim, Eli-a-kim sanh A-sô, A-sô sanh Sa-đốc, Sa-đốc
sanh A-chim, A-chim sanh Eliud, Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Ma-thang, Ma-thang sanh Gia-cốp, Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được làm khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.